rồi rồi nắp chụp cái bu ri rớt luôn á. Một bu này hai luôn bu ri nha anh. Rớt luôn. Gặp mưa chết rồi. Làm được nhiều gì hả? Cái đó ổn định mà hả? Ok á. Yeah. Ok á. Cái này bán được 4 lít nữa là quá ngon rồi. Làm đàng hoàng với autopod lên luôn, YouTube ngán chịu á. Post lên là cả 8-9 nghìn người xem á. Thay thay nắp chính hãng đàng hoàng nha. Đó, thay đàng hoàng nắp chính hãng. Đèn gì anh? Không, giờ này lắp được rồi, tối quá. Shopee. Yeah.